Cho Đà Nẵng thăng lắm ấy. Thăng lắm. Man, CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the red gecko tongue. But something's come up, and I gotta sort things out myself. Excuse me. Oh, hãy làm chân. Little Lion, what's the news? Damn, why today of all days? Sợ. Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey man, look, during your trip, I'ma handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Này hay. Hey CJ, what are you doing? Bà Đà Nẵng đói ghê. À, bà Đà Nẵng ở đâu mà to rồi. Tấn Dương thấy thì bánh tay chứ thấy thế. Giờ Dương chỉ tay lực lừa rồi. ແລະວ່າຖ້າຍັງຊ្នាແບບນັ້ນເວອາວົງຊິຢາຖ້າຍັງຊ្នាແບບນັ້ນບ້ານວ່າຍັງຈະຍັງໄປນີ້ຕື you
good. Keep it down. You want to bring the snakehead down here? Not long until we're drinking cola in the free West, eh? Hey, what the fuck are you? Huh? What? Asshole! I come to you! Now you better shut up. Nè, anh đang thử mấy không? Mình có bay. Nè, anh mới đi. Mình có bay, giặt quyền tích. Cũng ai với cục máu, cái cục ta vào cục máu. Dùng kích tử, dùng hút, đi chân tử. Tại mấy chùm nay gặp cục máu. Giờ khởi chuyện cho bác hả? We're prisoners! Please, help us escape! Ở đây, đường này. Ngọn phụ biệt rồi. The snakehead is up on the bridge! Đi bà hai chị mê mà này. Lấy dân thời tới chụp mê, phụ biệt hẹp tha. Thầy, à, ta mà nhắn nơi nít năng, nơi lơ. Hay là lại có bao chia nắng. Welcome to America. Chân đắng. Enough! We settled this here! Bài bụi bụi kia khứ chắc nhớ thế nè. Cắt tập bay buôn nè. Ngọt bạc đạch cò bạc. Chọn ua tập bụi kháng ấy thôi. Cảm thích đạch cò bạc. Bam bơ nhạc khoa. Mình bam tay mình spot it.